Người gia đình thì có hai đứa đó thôi. Dạ. Còn anh em mẹ hay gì không? Còn gì không? Còn mẹ mà mẹ nó kêu qua mà chưa qua, nói qua bển cho quá hay rồi đó. Là mẹ ruột hay? Mẹ ruột á. Ờ. Như giờ có hai đứa không qua luôn hả cô? Ờ. Nãy rồi, nói với cô là vậy là con đặt tên trời con đi. Thôi. Đặt tên con đi. Hả? Dương Thị Mỹ Trang. Nói lớn lên. Dương Thị Mỹ Trang. Còn có cha. Thật ra đi rồi đây rồi. Trời ơi. Người xích mẹ ruột mà chết giờ mà chưa qua. Chưa qua đó, cô điện hồi 4 giờ mà cô điện 1 phút là 3 phút rồi đó. Yeah. Là nói bây giờ cái gì mình là mẹ làm cha mẹ con bỏ mẹ được chứ mẹ không có bỏ con được. Yeah. Bây giờ phải qua từng Vi rồi qua nó đi, Vi nó bệnh trong người nó rồi nó khiến nó nói làm vậy đó. Cháu đang nghĩ dữ lắm mà hôm qua đó. Rồi. Bây giờ để đây từ sự. Cháu mới nói giờ mình biết rồi học đạo làm người mình phải nói. Dương Thị Mỹ Trang rồi, Dương Thị Mỹ Trang rồi, vợ con không có bắt lỗi mày. Dạ. Có gì đâu hết cô mà chi vậy trời. Rồi đó cô nói cô cũng phiền dữ lắm, khuyên bà dữ lắm, cô nói kêu Sáu bằng là chị Sáu thì vậy đó. Ủa. Cái Sáu mới nói vợ gì nó mất rồi giờ cho hay vậy đó. Ủa nhưng mà bên cái gia đình của là chị Duyên này là có là anh em gì là nhiều không cô? Có hai người, người gái người trai rồi bắt đầu xong là nói cho chôn. À. Cho chôn mà bây giờ bà giận là bà nói bên bển không cho chôn. Trời đất ơi. Mẹ ruột mà sao à, đi vậy? Giận giờ từ nói luôn rồi không cho. Từ luôn hả? Ờ nói vậy đó. Từ giờ luôn. Bên đây tự xử. Tí là cả lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay đó Tí là cả lâm thì cũng hay được một cái thông tin. Thì có một cái người chị, thì năm nay chị là 41 tuổi nha. Chị đã qua đời là ngay chân là ngày 12 tây tháng 10 nha. Là chị qua đời mà chồng với con cũng không có ai hay hết. Thì nhà của chị là ở ngay chân là xã An Bình của huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long nha. Thì bây giờ sự việc như thế nào, giờ Tí là cả lâm sẽ mời các bạn hãy vào ở bên trong thì sẽ nghe là những người con, những người chồng, những bà con ở hàng xóm đó thì sẽ kể lại sự việc người chị qua đời như thế nào cho mọi người cùng nghe nha. Nếu mà theo, bây giờ nếu mà theo thì Sáu quyết định cho con cái chiếc sùng đưa bản thân con rồi như đó thôi. Sao bà này bà biết cái gì mơ bà chỉ không đi. Có đi bằng chiếc phà được sao? Định được. Đây đây là giải quyết được mà. Rồi ở đây để giải quyết cho đúng. Bà giải quyết thì chỉ giải quyết được. Ừ. Nhưng lẽ cắt không được chiếc ghe bưng mà xong. Đó thì giờ các bạn thấy là đây là hai cái đứa con của một cái người chị, là cái người chị mới vừa qua đời luôn nha. Về chú đừng nói đây nó chị ở đây nè, đứng ngoài chú bạn ra hoài. Cha con đâu? Đang định kêu cậu hai con à. Rồi mẹ con qua đời hồi nào? Bây giờ bển đang về đây. Hồi tối. Hồi lúc đó cậu chừng mấy giờ con? Cỡ 5 mấy. 5 giờ mấy hả? Rồi mẹ con có chăn chối lại gì không? Không hả? Đó thì giờ các bạn thấy là đây là hai cái đứa con của một cái người chị mà khi mà một cái người chị mình qua đời là không có một cái giường nằm luôn nha, chị vẫn nằm ở dưới đất luôn. Rồi hổm gầy mẹ con có đi bệnh viện gì không? Không hả? Bộ là không phải làm mẹ con ở nhà là uống thuốc ấy không hả? Là không. Tại vì là ở ngoại con á là mẹ con á là có đi coi bói rồi, người ta nói á là nếu mà tháng 11 đầu ngày tháng 11 là mẹ con sẽ ra đi, nhưng mà chưa tới tháng 11 nữa là mẹ con. Trời ơi. Ủa nhưng mà năm nay là làm mẹ con bi nhiêu tuổi rồi? 41. Mẹ con là năm nay 41 tuổi ha. Là mẹ con là mới qua đời hồi khuya này ha. 9 giờ đẳng. Trời ơi. Vậy nhưng mà mẹ con còn là thường nữa là mẹ con bị bệnh cái là bệnh gì? Bỏ miếng bánh xuống đây. Cái đó con cũng không có nhớ rõ nữa. Bà nói thường vậy. Giờ nó mau cho qua. Có gì để chú quên. Ủa rồi sao mà nhà con mẹ con qua đời mà để mẹ con ở dưới nằm ở dưới cái gạch vậy? Không có tiền luôn ha, là không có tiền mua được một cái giường luôn ha. Khi mà mẹ con qua đời là để mẹ con nằm ở dưới gạch luôn hả? Qua đời đột ngột nên cha con không có kịp chuẩn bị cho, thì có ở nhà con mình cha con mà con phải kêu chú Thông với lại anh Hổ của con nữa. Trời ơi. Vậy đi ha. Quá
thì sốt luôn nè. Là bây giờ ở bên bà ngoại, ở bên bà nội rồi có chạy đi lại đây chưa? Bà nội con, ông nội bà nội con mất. Bắt đầu hết ha. Ông nội bà nội con mất thì con đi đây nè. Trời ơi. Rồi hai đứa con còn đi học không? Năm nay con học lớp mấy rồi? Năm nay con học lớp 6 thì con là gia đình con mà cũng khó khăn tính nghỉ, nhưng mà thầy cô có là khuyên con đi học đi, rồi cái gì là chị ủng hộ, giúp đỡ, sách vở tiền bạc rồi. À, nhưng mà hồi mà mẹ con còn sống là mẹ con đi làm những cái công việc gì mà để là mẹ con nuôi cho con với em con đi ăn học vậy đó? Khi mẹ con còn sống thì mẹ con đi bắt ốc đắng rồi ha, bán cho người ta công kiếm. Là mẹ của con bị bệnh cách này bao nhiêu lâu rồi con có biết không? Con không nghe rõ nữa, như là mấy tháng phát bệnh, như là mấy tháng rồi. Trời ơi quá trời. Là khi mẹ con qua đời là mẹ con không, là lúc đó là mẹ con còn có tỉnh táo không? Là mẹ con là không biết luôn ha. Kiểu giống như mẹ con á, thì thường thường người ta bệnh vậy là người ta sẽ nằm yên một chỗ, còn cái kiểu này là mẹ con quả đau hành đã là bả quậy rồi, bả nói xà rồi này kia, y như là có ai theo bả vậy. Trời ơi, là ban đêm là mẹ con có ngủ được không? Ban đêm thì bả thức thôi chứ bả đâu có ngủ đâu, bả thức bả la hết, bả gọi tên từ này nọ rồi bả kêu cha tên cha con em con rồi bà ngoại sáu rồi chị con rồi bả kêu tùm lum hết trơn á. Bà kêu nó không biết sao mà tự nhiên cái bà sáng ra cái cha con kêu con thức dậy thì mẹ con lạnh ngắt, cứ ngắt. Trời ơi, vậy là mẹ con qua đời là con với cha con là không có hay luôn ha. Lúc mà cha con thức dậy kêu tắm rửa cho mẹ là thấy mình mẹ cứng đơ mà mẹ tắt thở rồi. Trời đất ơi, không còn hả? Là cứng đơ luôn rồi. Cứng đơ luôn rồi. Trời ơi, là khi mà con hay mà mẹ con qua đời là lúc đó là một cái cảm nhận của con sao? Là con có buồn khóc gì không? Con hơi bỡ ngỡ, con không có tin gì nó là sự thật hay gì. Hôm qua đây mẹ con còn mạnh mà. Ở gì? Ngày hôm qua là mẹ con vẫn còn mạnh luôn ha. Không phải mạnh, là mạnh hơi còn có thể thở rồi. Lúc trước thì còn đứng được, giờ thì đứng hết nổi luôn rồi. Ôi trời. Hôm qua này mẹ con còn có hơi sức để nói này nói nọ, bữa nay hết rồi. Rồi mà những cái ngày thường mà mẹ của con hoạt động cũng như là ăn cơm, uống nước hay tắm rửa gì đó, là cái đó là người nào chăm sóc cho mẹ? Cha con á, thì sáng á, là quậy cho mẹ một ly sữa, sau đó cho mẹ uống xong mẹ nằm nghỉ một chút á, là sẽ cho mẹ con tắm, cho cha con pha nước sôi với lại nước nước lạnh cho mẹ con lau mình tắm, rồi kè mẹ con lên ghế rồi lao rồi này nói kia. Thật mẹ con có rồi chắc nữa, khi mà lao á thì giống như là nó bị lỡ ra vậy đó, nó không có dính. Ủa, lỡ là mẹ của con bị lỡ ngay chỗ nào á? Ngay chỗ lưng hay là tay bụng gì không? Lỡ đâu? Cha cái đó là cha con lao, con không có biết nữa. Nó nói hô là lỡ ngay chân cái tay. Lỡ ngay đây nè. Lao mạnh đó là nó sẽ bị lỡ. Khi mà mẹ con qua đời là con dưới mẹ con là dưới cha con không hay luôn ha. Trời đất ơi. Rồi thôi như vậy là chú cảm ơn con nha. Rồi thì bây giờ các bạn thấy á, thì bây giờ ở bên mấy anh em ở bên chị Hòm thì đang chở Hòm qua đấy, thì bây giờ thì mấy anh em đang dọn ra nè, nhưng mà chưa biết lúc nào để là tẩn liệm cho cái người chị luôn. Ở đây của mình mấy giờ của mình mấy tẩn liệm cho chị ha. Rồi nhưng mà ở đây là những cái áo quan này là của mình mua hay là có bên nào lo không anh? Cái này là mua giá cũng rẻ . Cũng như là mua, nhưng mà mua cái loại rẻ ha. Mua gia đình quá trời đơn chiếc. Nhưng mà hồi nãy em đi qua đây em có nghe người ta nói không, là khi mà của chị đi qua đời là chị còn giờ vẫn nằm ở dưới đất luôn ha anh? Nằm ở trên võng rồi thấy vậy cái ghênh vô bỏ dưới đất chứ không có giường nằm. Ủa rồi là cái nhà không có một cái giường nào luôn hả? Không. Trời đất ơi. Nãy nằm võng đây nè rồi mẹ.
mê gần vô đó. Ủa vậy là khi mà chỉ qua đời là chỉ qua đời ở ngoài cái giỏng này hả? Đúng rồi. Trời ơi, rồi là như là mấy anh mới qua là mấy anh mới gần đi vô luôn ha. Đúng rồi. Trời đất ơi, nhà gì quá trời nhiều luôn hả? Đó thì bây giờ các bạn thấy thì ở bên mấy anh em ở bên chạy hòm thì cũng có nói là của chị qua đời mà nằm ở ngoài giỏng luôn. Ở đây hai đứa, cái đứa con thơ của chị luôn nè. Ủa năm nay là con bao nhiêu tuổi rồi? Con không biết, con bị động kinh. Cái gì? Bị động kinh đó chú. Ủa nhưng mà con năm nay con nhiêu tuổi? Tết năm nay con 13. Là con có hai là chị em ha. Ê con. Con kêu mấy chú kia ra đẩy chiếc xe ba gác giùm ơi, ông bị bắt lại ngoài rồi, mấy chú đang làm đây rồi. Biết ngay. Cô mà cô ơi, là có một cái người chị mà chị mới qua đời là cô có hay không? Hay chứ. Ủa nhưng mà thường á là cổ bị ô chị đó là chị bị bệnh gì ha cô? Bị ung thư. Bị ung thư hả? Rồi là thôi cô đi. Thôi đúng không? Rồi nhưng mà của chị bị bệnh lâu chưa? Cũng bệnh là cũng mấy tháng như vậy. Dạ nhưng mà của chị khi không biết em cũng hơi lâu lâu rồi đó mà biết nhiêu ơi. Nhưng mà nói con á. Dạ nhưng mà em nghe nói hô là khi mà chị bơ qua đời là chồng con chỉ ngủ mà chị qua đời luôn hết, là không có ai hay luôn ha. Không. Là không biết mấy giờ thôi, nghe nói là sáng hô thôi, nghe cứng là mà biết mấy giờ. Cũng như là cái đó là chị đã qua đời luôn mà con với chồng không hay luôn ha. Trời ơi, giống như là tối mà của chị cái người chị đó là ngủ chung với ai ha chị? Dạ nó nằm giống trước á. À. Nằm giống trước á rồi mới kinh vô sáng á. Dạ. Vậy là của chị nằm ngủ ở ngoài giỏng mà qua đời không hay luôn ha. Không. Trời đất ơi. Chồng nói hay, người nói 3 giờ, người nói không hay, cứng hết trơn rồi. Trời ơi, vậy như vậy là cái đó chắc lâu lắm hả cô ha? Không biết. Rồi cũng như là của mình đón á thì tại đó, vì chỉ tôi không biết nữa, tại đâu chết rồi mấy giờ thôi đứng rồi. Tại vì chị đã nằm ở trên giỏng nữa thì đã chỉ đâu qua là chồng giỏng trước rồi mới sinh vô sáng á. Trời đất ơi, nhưng mà đi vô nhà giờ em thấy là không có một cái giường nằm luôn kìa. Nằm dưới đất. Để chị thấy giông mụn không? Không, mà giờ tháo mụn rồi, thấy nằm ở dưới đất không mà chị mình. Mụn luôn đó. Trời không có giông mụn luôn hả? Sáng như ổng nói thôi chết rồi thôi gì không phải giông mụn. Đúng ra là người ta phải giông mụn ha. Mà này em thấy giờ là không có văn mùng gì trơn kìa. Như ổng sáng mùng mùng đó, ổng nói không có mùng. Trời ơi trời, không mùng thì giờ mình cũng phải đi mua chứ đúng không? Từ sáng giờ nói vô văn mùng không đi văn ai biết đâu à. Trời đất ơi. Dạ. Mày không biết nè, hỏi vậy thôi trong gia đình không biết. Dạ con chào con nha. Là cô ơi, là một cái sự việc là hôm nay là con cũng mới nghe một thông tin là cái người chị mà hô là chị đã qua đời mà chị nằm ở trên võng mà không ai hay luôn hả cô? Đúng rồi, nó nằm võng nó la nó kêu. Dạ. Tối cỡ 10 giờ nó 12 giờ nó kêu cô. Dạ. Nó nói Sáu ơi giờ cứu con. Trời. Ừ. Dạ. Rồi cái Sáu mới mở cửa ra thì Sáu nói giờ cứu cái gì, giờ cầu nguyện Phật cho con thôi chứ cứu gì. Dạ. Thì hai bữa nay là nó kêu dữ lắm, nó la mà nó quậy dữ lắm. Tại vì giống như là nó đau á. Dạ. Chồng á. Dạ. Cũng hành không ăn uống gì chân. Dạ, giống như là bây giờ là cái đó là nó đã biến của nó di căn gì ra đây con. Di căn ra. Dạ. Di căn ra là chỗ nó di căn ra rồi nên nó mới là gần dữ lắm. Trời đất ơi. Kêu dữ lắm. Nó kêu nhiều khi đi ngang cái kêu Sáu ơi cứu con, Sáu ơi cứu con. Nhưng mà là con thấy là một cái hoàn cảnh mà dạ mà bây giờ một cái hoàn cảnh mà hô là ảnh chị đã qua đời mà giờ con thấy là nãy con có vô là con có coi là chị nằm ở dưới gạch luôn. Ở dưới gạch không có chiếu mà không có cái gì giường giặt gì hết trơn á. Dạ. Là rất là thấy tội. Trời ơi trời. Rất là tội. Là nằm trên võng luôn, là cô lại con sợ là nhiều khi á lại thấy nó cứng quá rồi bắt đầu ấy á vậy á, rồi nó kêu chồng nó lại phải khiêng vô. Trời ơi. Rồi cô mới lấy bông đồ này kia lần để bốn góc lần ấy rồi kiếm chuối lần nhằn lên. Dạ. Là tự cô biết rồi cô kêu. Dạ. Rồi nấu cơm rồi bắt đầu chân đầu rồi xong đầu lên nó. Dạ. Rồi cô mới thấy vậy, cô nói nằm võng chết ngoài võng này chứ trong ngõ có trong nhà nó đó. Là nằm ở ngoài võng luôn. Ngoài võng ăn trước cửa này luôn. Là không ai hết, chồng với con là ngủ ở trong nhà.
nằm đó luôn, ở ngoài mệt mỏi rồi, chỗ nào cũng mấy chân rồi, vô trong mấy trong đó là nó mệt rồi, nó vô mấy trong. Trời đất ơi. Có một mình nó là đầu không thôi, hai đứa nằm đó, mấy đứa nhỏ nó cũng yeah. chồng nó cũng nằm. Ủa nhưng mà cô có nghe nói là chừng nào tận liệm là 9 giờ được rồi. Giờ này là tận. Dạ. Yeah. Liệm đó là đầu là xong đó là 10 giờ mới đó là. Dạ. Nhưng mà bây giờ cô cho hỏi là bên gia đình thì con thấy cũng rất là khó khăn, nhưng mà ở bên là cái hòm đó là của mình mua hay là hòm từ thiện ha? Mua hả? Đóng gói luôn hết luôn, trọn bộ luôn á. Ủa sao mình không xin hòm từ thiện con? Tại vì nói xin rồi người cũng mướn mấy người này người kia cũng vô cũng chạy vô đâu đó à. Đi vợ chở đi thiêu rồi người kia cũng giá thì nhiêu đó đó. Dạ, tại vì con thấy một cái hoàn cảnh của chị Duyên này rất là khó khăn, mà bây giờ mà của mình mua không là nó cũng đã tốn kém rất là nhiều ha con. Tính đóng gói luôn hết nhiều đó là bữa hổm cũng nói với Ngọc Tâm rồi. Dạ. Nghe nói Ngọc Tâm là nhiều đó là nãy sáu chưa có hỏi. Dạ. Là nhiều đó. Dạ thì hồi nãy con có nói chuyện với cái đứa con gái lớn của chị nè. Chị là cái đứa con gái lớn hô là nó tính nó nghỉ học mà tại vì thấy hoàn cảnh nó khó khăn quá trời đó. Ừ. Dạ, bởi vậy con thấy nó khổ quá trời ha cô. Ủa mà bây giờ là cái người chồng rồi sao con không thấy người chồng đi qua bên bà và vợ rồi hỏi coi bây giờ một á thì để bển chôn hay là hai á là đi thiêu. Dạ. Đặng cho biết đặng kêu xe kêu chuồng rồi đặng coi đằng này tao biết đặng tao mi chứ để nhiều khi kêu rồi cái bển nó chôn cái đầu lại không khó dễ nữa. Mà sao bây giờ là con không thấy là ai hết luôn à? Ở bển là sáng giờ cô điện ba chập rồi nói là để bên đây tự xử chứ ở bển không qua dặn ở này không qua. Là quê chị này là ở đâu? Ở dưới dàm bà vú. Dàm bà vú là ở đâu? Cái này nè. Mà bên kia bây giờ giống như là giận. Đúng rồi. Giận Duyên. Giận chị Duyên này. Ờ. Mà bây giờ là chị Duyên này qua đời mà bên gia đình không qua hả? Ờ. Tại sao không qua? Nói vậy nãy cô nói cũng nói là con người người ta ví dụ quá, con bỏ cha mẹ được mà cha mẹ không bỏ con. Đúng rồi. Học cái đạo làm người đi. Dạ. Nếu mà nghe lời cháu thì qua, nếu mà bay từ gầy thấp lên mà nếu mà con bay làm cha mẹ bay không qua hả là cháu gặp cháu cũng không chào đón nữa. Tại vì mình bây giờ là từ bi hỷ xã đừng có quan tâm. Nhưng mà hồi cái lúc sống thì có thể là mình giận hờn được mà bây giờ chỉ đã qua đời rồi. Thì cô cũng giải nghĩa vậy đó. Dạ. Cô nói là cũng như là bây giờ đó nó cái màn cuối rồi. Dạ. Khi nó bệnh hoạn nó bức rứt trong người nó làm vậy nên cho bà ghét nó rồi. Bà ấy vậy là bà dở. Dạ. Làm cha làm mẹ không bỏ con được. Dạ. Mà bây giờ là chỉ qua đời mà chỉ không có một cái giường nằm luôn. Đúng rồi. Không có một cái mụn văn luôn. Không có luôn. Đó bây giờ con thấy là con nóng lạnh rồi. Ừ. Dạ. Ở sáng giờ cô kêu luôn mà nó nói không có. Mà bây giờ mụn của mình lần này cô cũng đâu có đủ ngủ rồi chứ đâu có đủ tới mà đưa mà cho. Dạ. Nó bây giờ rồi nói bây giờ con đi mua cây kiếm để chuối lại cháu lại làm cho chùm cho nó đó. Mà bây giờ là con thấy là gia đình mình mà cũng khổ mà mua cái áo quan này không là con không biết là tiền đâu mà có thể là mình xây sở đấy là mình của mình trả nợ nữa. Bà con ta đây, ví dụ ta đem lại cúng cái này là lấy cũng nó đắp lại cho nó chứ giờ sao vậy? À, phải, nhưng mà cái này mà được mà mình xin hòm từ thiện thì chỉ cũng đỡ được chút đỉnh ha. Chắc có lẽ trong hội bữa hổm mà trong ấy này là có lẽ là tao biết nhỏ này vậy người ta cũng cho chút cũng. Dạ. Tao cũng cho. Thì hồi nãy con có hỏi là ở bên mấy anh em ở bên chạy hòm của Mười Tịnh á là nói nghe nó mua hòm nhưng mà mua cái số lượng rẻ. Thí dụ người ta mua 10 triệu mà ở đây mình mua 5 triệu hay là 6 triệu vậy đó. Ừ. Thì bởi vậy ý của con là con tính mua mà xin luôn đặng cho của nó rẻ vậy đó. Đúng rồi. Dạ dạ. Rồi cô. Đó thì giờ các bạn thấy là trong cái người mẹ qua đời mà bây giờ ở trong nhà bây giờ là không có ai luôn nha. Dạ. À, sót con cứ kêu nghe giờ. Chị thấy là có hai chị em thôi. Con. Nước đá kìa, muốn đá không? Không. Lấy đi. Ủa rồi hồi hôm nay khi mà cô nghe cô chỉ qua đời là chị cô có chạy đi qua không? Có 4 giờ rồi con cậu mấy đứa. Cô ơi, cô giờ chết vào lúc mấy giờ vậy cô? Không biết luôn. Không biết giờ. Không biết 12 giờ. Tại vì không có ai hay. 12 giờ là nghe nó kêu cháu ơi cứu lạc đầu nó còn. Mà hồi chừng tháng rồi mới ra thì nó chết. Là lúc 12 giờ khuya là nghe kêu. Nghe nó kêu. Ừ. Hồi đó là nó vậy lọt qua ngày mới chưa ta? Lọt rồi cô ơi. Chắc lọt qua. Qua lọt rồi. Qua hôm nay là ngày mùng 10. Hôm nay mùng 10. Ờ, vậy là mùng 10, mất mùng 10 ha. Dạ. Để giờ không giờ mẹ nó đi. À. Giờ, hồi đó cô thức đó. Dạ. Cô lại cô hay là mấy đứa này nó ngủ đi nó nít mà rồi chồng nó về đau thơ, mệt mỏi rồi. Dạ. Thấy quá mệt rồi. Ủa nhưng mà bộ là chị ngủ ở ngoài các cái võng không ha cô? Võng không mà không có nằm dưới đất được. Tại vì nhức nhối là đầu nằm được cái bụng nó bự lên á. Rồi bắt đầu nó không ấy rồi. Rồi bây giờ gia đình thì có hai đứa đó thôi. Dạ. Còn anh em mẹ hay gì không? Còn gì không?
còn mẹ mà mẹ nó kêu qua mà chưa qua nói qua bển cho quá hay rồi đó, là mẹ ruột hay mẹ ruột á. Ờ như giờ có hai đứa không qua luôn hả cô? Ờ nãy rồi, nói với cô vậy là con lập tên con đi thôi. Lập tên con đi. Hả? Dương Thị Mỹ Trang. Nói lớn lên. Dương Thị Mỹ Trang. Còn có cha hả? Thật ra đi rồi đây rồi. Trời ơi. Người xích mẹ ruột mà chắc giờ mà chưa qua. Chưa qua nó cô điện hồi 4 giờ mà cô điện 1 phút là 3 phút rồi đó. Yeah. Là nói bây giờ cái gì mình làm mẹ làm cha mẹ con bỏ mẹ được chứ mẹ không có bỏ con được. Yeah. Bây giờ phải qua từng Vi rồi qua nó đi, Vi nó bệnh trong người nó rồi nó khiến nó nói làm vậy đó. Cháu nó nghỉ dữ lắm không qua đó. Rồi. Bây giờ để đây từng sợi. Cháu mới nói giờ mình biết rồi, học đạo làm người mình phải qua mẹ Trang. Rồi như mẹ Trang rồi vậy con không có bắt lỗi mày. Có gì đâu hết cô mà chi vậy trời. Rồi đó cô nói cô cũng khuyên dữ lắm, khuyên bà dữ lắm, cô nói kêu Sáu bằng là chị Sáu thì vậy đó. Ủa. Cái Sáu mới nói vợ Duyên nó mất rồi giờ cho hay vậy đó. Ủa nhưng mà bên cái gia đình của là chị Duyên này là có là anh em gì nhiều không cô? Có hai người, người gái người trai rồi bắt đầu xong là nói cho chôn à. Cho chôn mà bây giờ bà giận là bà nói bên bển không cho chôn. Trời đất ơi mẹ ruột mà sao tự vậy? Giận giờ từ nói luôn rồi không cho. Từ luôn hả? Nói vậy đó. Từ giờ luôn. Bên đây tự xử. Nãy nói Sáu sao là Sáu nói lại Trang vậy nha. Trời đất ơi. Là Sáu nói bây giờ Sáu khuyên, Sáu nói dạ. Bây giờ là cái gì cái phải cho nó vui vẻ đi. Nó dạ. Đã mất rồi giờ mình không có giận hờn gì chân á. Dạ. Mình cha mẹ mà mình buồn giận nó gì. Dạ. Mình phải làm vậy đi mới chọn nhiệm vụ. Dạ. Mình nói bây giờ có tự rồi bên đây tự xử đi. Rồi cái ổng mới nói là để ổng qua, rồi sau lần quần điện nữa ổng không qua không bắt máy luôn á. Dạ. Nãy điện về. Ừ, muốn gớt nó bắt. Trời ơi trời. Ổng là ông già rẻ. Ông già ruột đó là thôi rồi. Ông này ông sao. Dạ. Rồi ông gia đình hai hợp nhân khoanh là cô buộc lại đi. Dạ. Rồi tối về khu gia đặng đốt cho mẹ nó ra. Dạ. Cho đỡ bị canh gì đó. Dạ. Đó thì bây giờ đây là những cái nhạc sư thì đang đi qua để là ghi tên họ để là viết hồi viết đi lên trên cái bảng cáo phó luôn nha. Tại bây giờ trong gia đình giờ là cũng không có ai chứ là có một người chồng mà cái người chồng bây giờ là chạy đi về bên gia đình. Rồi bây giờ là những cái người mẹ ruột là rất giờ cho hay rồi mà không đi qua luôn nha. Từ đứa con gái luôn. Đó đây là một cái đứa con gái lớn của là chị Duyên luôn nha. Đó thì đây là cái bản cáo khó của là bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên nha. Đã từ trần hồi lúc là 12 tháng 10 nha. Năm nay hưởng dương là 41 tuổi luôn. Thì mình cũng có nghe nói luôn đó các bạn. Thì bây giờ là một cái người chồng thì đã đang đi ở bên cái bà mẹ ruột của cái người phụ nữ này nha. Thì để xin một cái chỗ để là chôn người phụ nữ này. Nhưng mà cái người mẹ ruột á là chưa có cho luôn nha. Vẫn nói là kêu đi thiêu đi là không có đi qua đây để là phụ trong gia đình để đưa cho chị đi an nghỉ nha. Cái người mẹ ruột quá trời nhẫn tâm luôn à. Đó thì bây giờ các bạn thấy là bây giờ là hai vợ chồng của cái chị Duyên. Thì chị Duyên năm nay 41 tuổi đó thì chị đã qua đời rồi đó. Thì chỉ để lại là một đứa con gái và một đứa con trai nha. Còn rất là nhỏ luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gái, người chồng của là Chê Duyên luôn nha. Một chiếc xe 16 chỗ thôi đó, giờ là mình không có xe đó. Mình quen cho chiếc 16 chỗ luôn. Nha. Đó thì giờ cậu thấy là giờ thì ở bên mấy anh em ở bên chạy hầm của mười tỉnh nha, thì đang chuẩn bị thì 9 giờ sáng này là ngày 12 tây tháng 10 nha, thì sẽ tẩn lệnh cho cái người chị. Đúng rồi, nó tột là tột xuống 9 giờ sáng nay tẩn. Là chuẩn bị đến giờ tẩn rồi nè. Giờ tẩn chị Duyên một tuổi rồi chị. Có nghe nói cái áo quan này sao không? Áo quan này thí dụ bán 10 triệu mà mình mua nó có 5 triệu à, cũng như là người vừa bán mà người ta vừa cho vậy đó. Rồi. Ngày đó là hai chồng gì đi ở nhà trọ ở đâu ở đấy. Không có, cái này là cái nhà này là đây ha. Cái nhà ở đây luôn. Nó đỏ mà, đúng rồi, cái anh áo đỏ là ảnh là chồng đó. Đó thì hô là chỉ nằm giống là nằm ngủ ở ngoài đây nè. Đó văng bên cái cây cột này qua bên cái cửa sổ đó. Nằm qua đời không ai hay luôn. Chừng hay ra thì đã cứng đơ luôn đó. Đó. Văng thì mình cũng nghe nói thôi. Nè cái móc với qua cây cột này nè. Đó thì nằm đã qua đời là qua đời ở ngoài đây luôn. Khi mà chồng dưới con kia thì đã cứng đơ rồi. Mấy giờ? Thì nghe cái cô kia nói là khoảng là tầm 3 giờ phi là đã cứng đơ rồi. Đấy, nghe nói là khi mà mấy anh đạo tì đến là cái thân của chị còn ở đây phải không? Đúng rồi, vẫn còn ở ngoài đây luôn. Sao khi bỏ chồng? Đúng rồi. Trong nhà không có giường bọng để chứ? Không có giường bọng gì hết, đang nằm ở dưới gạch tàu luôn nè. Thôi đứa nhỏ nó bệnh, cái quần nó kéo lên hoài bây giờ nè. Ủa, cái quần gách luôn nha. Sáng còn qua thêm năm của chị trong anh. Là lúc đó là trong đó không có giường, có xíu, có chẳng chứ nha. Đi đâu, còn chạy luôn. Đó, thì bây giờ thì cái người chồng vô để là lại luôn cho cái người vợ nha. Mây đều mang tướng mây thù đến mang
giờ ở bên mấy anh em ở bên trại hòm thì đang kêu ở kêu là chồng với con đi vô là nhìn mặt cái người vợ lần cuối cùng luôn nha. Đó thì giờ các bạn thấy là cái nền là cái nền gạch tàu nha. Nào không thấy. Trời ơi. Đây đi. Ủa sao mà con bạn cái quần cá gù ghẻ vậy nhỉ? Con còn cái khác không thầy? Cái quần khác đi con. Còn cái nào khác không? Còn cái nào không tụt không? Hả? Đi vô lấy thầy cái quần khác đi con. Không luôn. Mẹ con quần cá như cá gù ghẻ vậy. Chú hỏi nè, mẹ con đâu? Mẹ đâu chỉ rồi. Khóc rồi kìa. Rồi đó giờ vô đi anh em ơi, chuẩn bị anh em ơi. Cái bịch này là bỏ đó thì bên đội mai táng cũng chuẩn bị nè. Bị để tặng liệm chị Duyên 41 tuổi quê ở xã An Bình, quê xã An Bình huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long mà tôi muốn chị. Thì không biết chị mắc phải căn bệnh gì hay không nhưng mà chị đã ra đi thì lúc đó nằm trên võng luôn ha. Đó thì bây giờ các bạn thấy thì những bên anh em bên chạy hòm thì đã ginh chị Duyên đã bỏ vào trong cái hòm rồi luôn nha. Thì bây giờ các bạn thấy thì hai cái đứa con đi vô lại mẹ đi con. Buồn rồi. Buồn. Mình anh chồng anh lại đi. Mẹ hả? Ngoài cái thì mày cũng được. Ở ngoài, ngoài đây đi anh. Ngoài thêm á. Trong kia chặt quá. Anh kêu nó vô lại đi anh. Nó buồn nãy giờ. Nó buồn. Vô lại mẹ đi con. Không. Nó lại nữa. Buồn rồi, tội nghiệp luôn các bạn. Khóc luôn rồi, thôi tội quá. Nín đi con. Nín nha anh trai. Khóc rồi nè. Tội nghiệp không? Rồi, vô nắp đây nè. Trên giờ cái này ngon mà. Nín đi con. Nín nha. Đó thì giờ mấy anh em ở bên chợ hòm đó các bạn thì đang dính cái nắp quan tài vô để là đậy lại luôn nha. Nó buồn rồi. Buồn rồi. Tốt rồi. Anh chủ nhà. Anh ơi. À, cái hướng dẫn anh làm cái giấy này để mời đi kiếm mai táng có giấy này đi mới được nha. Cha con không biết chữ chú ơi.
Thì để đi, để đi, hỏi đi, ra ra ngoài bàn đi hồi. Bọn anh em á. Ra ngoài bàn mất. Bọn anh em mới sớm rồi biết. Ra ngoài bàn nó hướng đi. Ủa con gái là nhà nhà con không có đất hả? Không có đất cho nên là đưa mẹ đi quả táng. Con biết quả táng ở đâu không? Sedec vừa quả táng thì có Sedec. Thì mà các bạn ơi, thì sớm giờ đó đó các bạn thì tí là các bạn thì cũng có qua cho bạn xem, thì một người phụ nữ thì năm nay 41 tuổi thì qua đời ở trên một cái võng luôn nha. Chồng con không ai ai hay chừng hay ra thì người là cái chị Duyên thì chị đã qua đời nha. Thì quay hồi sớm giờ thì cũng tưởng niệm cho chị, thì giờ tưởng chị thì cũng đã xong rồi đó các bạn. Thì thôi giờ tí là Lâm cũng kết thúc cái video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho tí là Lâm đó đó các bạn, hãy cho tí là Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ tí là Lâm luôn các bạn ơi. Bây giờ tí là Lâm bye bye các bạn nha, bye bye. Hãy subscribe.